Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình với chuyên mục quen thuộc bạn có biết. Thưa quý khán giả, miền Tây được mệnh danh là xứ dừa. Đâu đâu chúng ta cũng thấy hình ảnh của cây dừa ở khắp mọi vườn tược thôn xóm. Và ngoài những món ăn làm từ dừa, những đồ thủ công mỹ nghệ từ dừa, thì ở miền Tây còn có hẳn một lễ cúng dừa rất độc đáo. Độc đáo hơn nữa thì lễ cúng dừa lại không được tổ chức ở xứ dừa Bến Tre, mà lại có xuất xứ từ một vùng đất khác, đó là Sóc Trăng. Đầu tiên thì lễ cúng dừa là một nghi thức cúng ở trong hội Thác Côn. Khi hội diễn ra thì người ta có một cái lễ, đó chính là cúng những cái bình hoa, những cái bình bông làm bằng dừa. Và đây là một cái vật cúng rất là đặc biệt của người Khmer trong một cái lễ hội gọi là Sla Tho Don. Và chính nét độc đáo của cái vật cúng chính là những cái lọ hoa bằng dừa đó đã khiến cho mọi người gọi lễ này gọi là lễ cúng dừa. Và nguồn gốc của lễ cúng dừa thì bắt nguồn từ một cái chuyện xưa tích cũ để Thanh Điền kể cho nghe. Ly kỳ ạ. Ở vùng mà Mỹ Tú Sóc Trăng thì có một truyền thuyết về một cái còng vàng. Truyền thuyết kể rằng là thuở trước thì ở xóm An Trạch của làng này tự dưng xuất hiện một cái gò đất có hình dáng giống như là một chiếc còng. Một điều đặc biệt là khi mà chân người dẫm lên cái gò đất này thì ở trong lòng đất nó vang lên âm thanh như là tiếng còng. Một thời gian sau thì âm thanh đó nhỏ dần rồi biến mất vào trong lòng đất. Và nhân gian tin rằng vùng đất này có sự linh thiêng nên đã lập ra một cái miếu để thờ. Và theo Huyền biết thì là cứ đến rằm tháng 2 theo lịch Phật thì người An Trạch lại tổ chức cúng để cầu an, và họ gọi đó là hội Thác Côn. Tiếng Khmer thì còn có nghĩa là đạt cồng, muốn gợi lại những cái tiếng cồng chiêng mà vang lên từ lòng đất giống như cái câu chuyện mà Điền vừa kể đó. Và trong cái lễ cúng này thì trái dừa sẽ tượng trưng cho sự thanh khiết và sự linh thiêng. Và ở đây thì trái dừa có công dụng như là một cái bình cắm hoa. Người ta sẽ cắm vào trong trái dừa rất là nhiều những loài hoa cao quý như là hoa sen, hoa cúc vạn thọ, hoa huệ. Ở miền Tây thì có hàng chục giống dừa lớn nhỏ khác nhau, màu sắc cũng khác nhau. Và cũng có đến hàng trăm kiểu phối hợp để có những cái sla thô đủ cỡ, đủ màu. Và chiếc bình bông nhỏ bằng trái dừa này thì thường được người dân tự sửa soạn, tự làm để mang dâng cúng. Và vào mỗi kỳ lễ hội thì xóm An Trạch phải nhập hàng vạn trái dừa. Mỗi người dân đều phải mang một trái dừa Sla Tho Don vào cúng. Và người ta quan niệm rằng trái dừa là nơi để mọi người có thể gửi gắm những cái ước vọng của mình đến đấng linh thiêng, cầu mong sự bình an cho bản thân và cho gia đình.